đang giảm giá mạnh cùng với việc đã qua đợt cao điểm du lịch hè, khiến các dịch vụ du lịch nhiều nơi, trong đó có cả vé máy bay, đang đồng loạt hạ nhiệt. Đây chính là thời điểm tốt để lựa chọn du lịch tiết kiệm chi phí. Trên website của Vietnam Airlines, giá vé máy bay khứ hồi chặng nội địa những điểm đến đông du khách nhất trong dịp hè vừa rồi đã giảm 50-60% so với thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Các chặng khác cũng dao động giảm trong mức từ 1,6-2,5 triệu đồng tùy giờ bay. Đại diện các hãng hàng không cho hay giá vé máy bay tăng giảm theo nhu cầu. Khi nhu cầu đi lại giảm, cao điểm nghỉ hè kết thúc thì giá vé sẽ giảm theo. Ngoài vé máy bay, các dịch vụ khác cũng giảm. Thời điểm hạ nhiệt rõ rệt nhất là từ 15 tháng 8, khi hầu hết trẻ em đều đã đến trường nên nhu cầu đi lại giảm đáng kể. Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cũng quay về áp dụng mức giá thấp. Nhiều resort ở Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc đồng loạt đưa ra các chương trình giảm giá khuyến mãi combo để thu hút khách. Mùa mưa bão bắt đầu cũng là một yếu tố tác động khiến nhu cầu đi nghỉ giảm mạnh.